Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn tiếp xúc với cử tri ở các xã, phường trên địa bàn. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Lâm lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Đảng bộ phường Nguyên Bình tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của đảng bộ, xây dựng phường đạt chuẩn đô thị văn minh. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6, các tổ Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã có buổi tiếp xúc với cử tri ở các phường, xã trên địa bàn. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Thanh Sơn, đơn vị bầu cử số 10, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn gồm các ông bà Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Lê Đình Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hải Ninh, Trần Thị Nga, giáo viên phường Hải Châu đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hải Ninh, Hải Châu, xã Thanh Sơn, Thanh Thủy. Tại buổi tiếp xúc, đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông báo tới cử tri về dự kiến nội dung, thời gian, chương trình tổ chức kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thị xã nhiệm kỳ 2016-2021, báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 5 tháng đầu năm, nhiệm vụ 7 tháng cuối năm 2020 trên địa bàn thị xã, báo cáo kết quả giải trình các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 14. Trên tinh thần thẳng thắn, cử tri đã có một số kiến nghị như việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn. Phường Hải Ninh còn gặp nhiều khó khăn bất cập. Ngã tư chợ kho phường Hải Ninh, cơ quan chức năng cần sớm lắp đặt đèn báo tín hiệu giao thông nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Một số đoạn của tuyến đường 525 từ Hải Ninh đi Thanh Sơn đã xuống cấp, cần sớm sửa chữa. Công tác tưới tiêu phục vụ nông nghiệp xã Thanh Sơn còn gặp nhiều khó khăn. Ban quản lý điện cần sớm thay đổi một số cột điện có hiện tượng bị gãy trên địa bàn xã Thanh Sơn. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị của cử tri phường Hải Ninh, Hải Châu, xã Thanh Sơn, Thanh Thủy, ông Hồ Đình Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tiếp thu và giải trình một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu và sẽ phản ánh kịp thời tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn diễn ra trong thời gian tới. Tại công sở phường Hải Hòa, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 5 gồm các ông bà Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Thị Hóa, Thị ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Đại Đức Thích Tâm Hiển, Trưởng ban trị sự Giáo hội Phật giáo thị xã Nghi Sơn, Đào Minh Tâm, Ủy viên Ban chấp hành đoàn phường Hải Hòa đã có buổi tiếp xúc với cử tri các phường Hải Thanh, Bình Minh và Hải Hòa. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba phường đã kiến nghị tới đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã một số vấn đề như Ủy ban Nhân dân thị xã cần có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc lắp đặt tên đường, tổ dân phố, khu phố gắn với số nhà ở các phường. Một số công ty tại phường Hải Hòa thực hiện việc thuê đất 50 năm nhưng chậm triển khai các công trình đã được phê duyệt. Cần có phương án mở rộng đường Nguyễn Văn Trỗi tại phường Hải Hòa do lưu lượng người và phương tiện hàng ngày tham gia giao thông qua đây rất đông nên thường xuyên xảy ra tình trạng ách tắc giao thông, nhất là vào giờ cao điểm. Các cấp các ngành cần có cơ chế chính sách cũng như ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển nền kinh tế biển trên địa bàn thị xã. Các kiến nghị của cử tri đã được ông Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thị ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giải trình, đồng thời tiếp thu để trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã sắp tới. Tại công sở Ủy ban Nhân dân xã Trường Lâm, đơn vị bầu cử số 1, Hội đồng Nhân dân thị xã gồm các ông Mai Đức Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, ông Lê Thế Kỳ, cán bộ hưu trí và bà Mai Thị Lệ, giáo viên mầm non xã Trường Lâm đã có buổi tiếp xúc cử tri xã Tân Trường, Trường Lâm và phường Mai Lâm. Tham dự hội nghị có đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, lãnh đạo các ban ngành thị xã. Với tinh thần dân chủ, cử tri đã kiến nghị các vấn đề như hệ thống cấp thoát nước trong sản xuất nông nghiệp đã xuống cấp, chưa được đầu tư sửa chữa, việc giải quyết hồ sơ cho các đối tượng chính sách còn chậm, nhà máy xử lý rác thải Nghi Sơn tại xã Trường Lâm còn gây ô nhiễm môi trường,
cần được kiểm tra, xử lý. Hệ thống cơ sở giáo dục đã xuống cấp, ảnh hưởng tới việc dạy và học của giáo viên và học sinh. Hệ thống thoát nước tại tuyến đường 1A, Đông Tây 4, thiết kế còn nhỏ, khi mưa lớn, nước tiêu thoát chậm đã ảnh hưởng tới đời sống nhân dân. Tại hội nghị, đồng chí Hồ Đình Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã giải trình những ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đại diện đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 1 đã tiếp thu các ý kiến của cử tri để trình lên kỳ họp của Hội đồng Nhân dân thị xã trong thời gian tới. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Tùng Lâm, đơn vị bầu cử số 3, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn gồm các ông bà Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, Lê Thị Hạnh, Phó Chánh Tòa án Nhân dân thị xã, Lê Văn Lễ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Phú Lâm đã có buổi tiếp xúc với cử tri ba xã Phú Lâm, Phú Sơn, Tùng Lâm. Sự buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các khu công nghiệp tỉnh. Các ông Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, Nguyễn Văn Long, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện. Trên tinh thần dân chủ, thẳng thắn, cử tri ba xã đã kiến nghị đến tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn các vấn đề, trong đó cử tri xã Tùng Lâm đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp số 3 để nhân dân sớm ổn định đời sống, quan tâm đầu tư xây dựng tuyến đường thôn Thế Vinh đã xuống cấp nghiêm trọng. Cử tri xã Phú Sơn kiến nghị vấn đề về giải phóng mặt bằng đường cao tốc Bắc Nam, đẩy nhanh tiến độ dự án tái định cư cho các hộ thuộc lòng hồ Yên Mỹ. Cử tri xã Phú Lâm kiến nghị về vấn đề đất ở, ô nhiễm môi trường, giao thông, thủy lợi, xử lý tình trạng xe quá khổ quá tải chạy trên địa bàn. Tại hội nghị, ông Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã đã tiếp thu, giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 3, ông Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến kiến nghị của đại diện cử tri ba xã để tổng hợp báo cáo cấp thẩm quyền giải quyết. Tại công sở xã Đình Hải, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, đơn vị bầu cử số 7 gồm các ông bà Nguyễn Văn Dương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Lê Văn Thành, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Lê Thị Loan, Thị ủy viên, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Thị ủy, Lê Ngọc Ngân, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân thị xã. Dự hội nghị có ông Hoàng Văn Hiền, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Nghi Sơn và đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể thị xã. Vui mừng phấn khởi trước kết quả về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh mà toàn thị xã đạt được trong 5 tháng đầu năm 2020, cũng như thống nhất về giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri. Đại diện cử tri của hai xã và phường tiếp tục kiến nghị một số nội dung, đó là tình trạng điện sinh hoạt yếu nhất vào khoảng từ 19 giờ đến 21 giờ. Do chưa phân khu chi tiết về quy hoạch chung trong khu kinh tế Nghi Sơn, nên quy trình đấu giá đất tại địa phương để phục vụ nhu cầu đất của người dân gặp khó khăn. Việc hoàn thành các tiêu chí đường, thiết chế văn hóa, thu nhập đầu người gặp nhiều khó khăn với một xã thuần nông như Định Hải. Do vậy, Thị ủy, Ủy ban Nhân dân thị xã cần quan tâm hơn nữa để Định Hải thực hiện được lộ trình về đích nông thôn mới cuối năm 2020. Cần sớm xây dựng, tu sửa hệ thống kênh mương nội đồng tại các xã phường để phục vụ tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Chất lượng một số công trình chưa đảm bảo nên cần tăng cường việc giám sát cộng đồng. Khi thi công đường 2B đã ảnh hưởng đến một số hộ dân của xã Hải Nhân. Vì vậy, yêu cầu nhà thầu phải có biện pháp và thực hiện đền bù thỏa đáng. Mương tiêu đuôi tràn ao quan bị ách nên vào mùa mưa, một số hộ dân của thôn Xuân Sơn, xã Hải Nhân bị ngập. Tại hội nghị, đại diện phòng kinh tế hạ tầng đã tiếp thu và giải trình các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các ý kiến vượt thẩm quyền trình các cấp tiếp tục xem xét giải quyết tại kỳ họp thứ 15. Tại công sở phường Tân Dân, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 8 gồm các ông bà Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã,
Lê Thị Kim Hằng, Thị ủy viên, Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân; Lê Ngọc Hà, Thị ủy viên, Trưởng phòng Nội vụ; Lê Thị Hường, Thị ủy viên, Chủ tịch Hội Phụ nữ, đã có buổi tiếp xúc với cử tri của ba phường Hải An, Hải Lĩnh và Tân Dân. Trên tinh thần dân chủ, cử tri của ba phường đã kiến nghị một số vấn đề như dự án khu du lịch sinh thái Tân Dân của tập đoàn TNT đầu tư triển khai chậm, ảnh hưởng đến nhiều vấn đề dân sinh và tư tưởng của nhân dân. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân còn chậm, nhiều nhà văn hóa ở phường Hải An đã xuống cấp, không đảm bảo cho việc sinh hoạt của người dân. Cây cầu tại phường Tân Dân, đoạn nối từ quốc lộ 1A đi qua địa bàn xã Định Hải, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân. Các cấp, các ngành cần tiếp tục quan tâm hơn nữa đến sản xuất nông nghiệp của người dân. Các kiến nghị của cử tri đã được ông Trương Bá Duyên, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã, giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền, đồng thời tiếp thu đề trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn sắp tới. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, đơn vị bầu cử số 9, gồm các ông Đinh Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc thị xã; ông Phạm Văn Nhiệm, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã; Lê Như Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Anh Sơn; bà Nguyễn Thị Thu Trang, Thị ủy viên, Bí thư Thị đoàn. Đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại đơn vị bầu cử số 9 tại xã Ngọc Lĩnh. Trong không khí dân chủ, đại diện cử tri ba xã Ngọc Lĩnh, Anh Sơn, Cát Sơn đã phát biểu ý kiến đề xuất, kiến nghị với Ủy ban Nhân dân và Hội đồng Nhân dân thị xã và các ban ngành liên quan quan tâm giải quyết một số vấn đề. Đó là quan tâm giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho một số hộ dân trên địa bàn, quan tâm thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất cho người dân, quan tâm sửa chữa, đầu tư xây dựng các tuyến mương tiêu trên địa bàn. Hiện nay, các tuyến mương đã xuống cấp nghiêm trọng, gây ngập lụt vào những ngày mưa lũ. Có giải pháp đầu tư nâng cấp đài truyền thanh tại xã Cát Sơn, khảo sát, đầu tư xây dựng tuyến đường giao thông nối giữa hai xã Ngọc Lĩnh và Anh Sơn, đầu tư xây dựng cây cầu mới bắc qua sông kênh Than tại địa bàn xã Ngọc Lĩnh, đầu tư xây dựng mới nhà văn hóa các thôn theo tiêu chuẩn nông thôn mới. Các kiến nghị của cử tri đã được ông Phạm Văn Nhiệm, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã giải trình làm rõ các kiến nghị thuộc thẩm quyền và tiếp thu kiến nghị cử tri để báo cáo tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thị xã xem xét giải quyết. Tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, đơn vị bầu cử số 2, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn gồm các ông bà Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã; Vũ Thị Thanh Vân, Thị ủy viên, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo; Bùi Quốc Kiên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thị xã; Bùi Tuấn Tử, Thị ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Hải Thượng; Vũ Đình Phúc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hải Hà, đã có buổi tiếp xúc với cử tri xã Hải Hà, xã Nghi Sơn và phường Hải Thượng. Dự buổi tiếp xúc có ông Phạm Văn Nhiệm, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn. Trong không khí thẳng thắn, cởi mở, đại diện cử tri xã phường đã có những kiến nghị gửi đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã. Trong đó nổi bật là cử tri xã Nghi Sơn đề nghị quan tâm hỗ trợ đưa nước sạch về địa bàn do nguồn nước sinh hoạt đã bị ô nhiễm, ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống của nhân dân, tháo gỡ các cột điện đã hư hỏng, nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa bão. Cử tri phường Hải Thượng đề nghị quan tâm xử lý xe chở nguyên vật liệu rơi vãi, gây mất an toàn giao thông trên tuyến đường 513 và tuyến đường Nghi Sơn Bãi Trành, quan tâm tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động phổ thông. Cử tri xã Hải Hà nêu thực trạng một số khu dân cư bị ngập úng, ô nhiễm môi trường do nằm xen kẽ với các dự án đầu tư đang triển khai, đề nghị nạo vét nơi neo đậu tàu thuyền, đầu tư mở rộng khu nghĩa trang. Tại hội nghị, ông Phạm Văn Nhiệm, Thị ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn đã tiếp thu giải trình các ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Thay mặt tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã, ông Trịnh Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã đã tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng thời tổng hợp báo cáo tới kỳ họp Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn diễn ra trong thời gian tới.
Tại công sở xã Hải Yến, đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 19, đơn vị bầu cử số 6, gồm các ông Nguyễn Văn Long, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Nguyễn Hữu Đương, Bí thư Đảng bộ xã Hải Nhân, Lê Thị Tuyết, cán bộ hưu trí, Lê Năng Lương, cán bộ hưu trí. Dự hội nghị có ông Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo thị xã Nghi Sơn, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thị xã, đại diện các cơ quan ban ngành đoàn thể thị xã Nghi Sơn. Tại hội nghị, các cử tri của hai xã và phường tiếp tục kiến nghị một số vấn đề nổi cộm sau. Hệ thống thoát nước của xã Hải Yến, mặc dù đã được tu sửa nhưng vẫn chưa đảm bảo. Vấn đề xả nước thải sinh hoạt của khu tái định cư Hải Yến còn nhiều bất cập nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đảm bảo vệ sinh môi trường của xã Nguyên Bình. 6 hộ dân nằm trong diện di rời của thôn Xuân Nguyên, xã Nguyên Bình vẫn chưa được giải quyết. Cần sớm tu sửa đường điện của thôn Bắc Yến, xã Hải Yến để đảm bảo nguồn điện sinh hoạt và sản xuất. Nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn khi vận hành gây ô nhiễm môi trường như khói, bụi, tiếng ồn, nhất là vào mùa nắng nóng. Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên một số lao động của các xã Nguyên Bình, Hải Yến và phường Xuân Lâm bị mất việc làm, nên ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập và đời sống của nhân dân. Tại hội nghị, đại diện Ban Giải phóng Mặt bằng thị xã đã giải trình các vấn đề trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời tiếp thu tổng hợp các ý kiến vượt thẩm quyền, trình các cấp tiếp tục xem xét, giải quyết. Chiều ngày 5 tháng 6, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã Nghi Sơn, đơn vị bầu cử số 4, gồm các ông bà Trần Thế Hưng, cán bộ nghỉ hưu trí, Nguyễn Thị Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Tĩnh Hải, Đậu Văn Hùng, Phó trưởng Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân thị xã, đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Hải Bình, Tĩnh Hải và Trúc Lâm. Dự hội nghị có ông Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã. Tại buổi tiếp xúc, các cử tri của ba phường kiến nghị một số vấn đề như đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã, Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn khảo sát điều chỉnh hệ thống cống tiêu lũ tại phía bắc thôn Tiền Phong và khu tái định cư Hải Hà do bị điều chỉnh tuyến cuối nên làm ách tắc dòng chảy vào những ngày mưa lũ. Ủy ban Nhân dân thị xã sớm có giải pháp đưa nguồn nước sạch để nhân dân sử dụng sinh hoạt và có hỗ trợ giá nước sạch chung trên địa bàn vì hiện nay nguồn nước sạch của phường bị nhiễm mặn. Cử tri phường Tĩnh Hải kiến nghị Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn xem xét đề nghị chi nhánh điện thị xã đầu tư xây dựng thêm các tuyến đường điện cho nhân dân trên địa bàn phường, có giải pháp sớm khắc phục hỗ trợ nâng cấp các tuyến mương tiêu, khu tái định cư tại thôn Trung Sơn và thôn Liên Vinh, tránh tình trạng ngập lụt trong khu dân cư vào mùa mưa bão, tạo điều kiện cho nhân dân sinh hoạt và sản xuất. Cử tri phường Trúc Lâm đề nghị Ủy ban Nhân dân thị xã có ý kiến đề xuất với cấp có thẩm quyền sớm lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông tại nút giao thông ngã tư cắt đường quốc lộ 1A với đường Đông Tây 2 khu kinh tế Nghi Sơn. Ủy ban Nhân dân thị xã chỉ đạo đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai thi công các hạng mục khu tái định cư phường Trúc Lâm. Tình trạng xe quá tải chạy tránh sự kiểm tra kiểm soát của lực lượng chức năng làm hư hỏng mặt đê đoạn cầu đen quốc lộ 1A đến đường Đông Tây 2 sát phường Xuân Lâm. Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Dương, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã giải trình làm rõ một số ý kiến kiến nghị thuộc thẩm quyền và tiếp thu kiến nghị cử tri để trình tại kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thị xã xem xét và giải quyết. Trong hai ngày, mùng 6 và mùng 7 tháng 6, Đảng bộ xã Trường Lâm tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020-2025. Sự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thị ủy. Trong nhiệm kỳ qua, kinh tế của xã Trường Lâm có bước tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân trong 5 năm đạt 9,5%, tổng giá trị thu nhập kinh tế của toàn xã đến năm 2020 đạt 425,6 tỷ đồng. Sản lượng thương thực, cây có hạt, bình quân hàng năm đạt 3.044 tấn. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã trong 5 năm đạt trên 68 tỷ đồng.
sản xuất, tiêu thụ công nghiệp, kinh doanh dịch vụ, thương mại được duy trì và phát triển. Hiện nay toàn xã có 78 công ty doanh nghiệp và nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ, giải quyết việc làm ổn định cho trên 1.000 lao động. Công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường trên địa bàn được quan tâm thực hiện. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến, hàng năm có từ 88% số hộ đạt gia đình văn hóa. 13 trên 13 thôn đã khai trương xây dựng thôn văn hóa, trong đó có 9 thôn đã được công nhận thôn văn hóa. Sự nghiệp giáo dục và đào tạo được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 30 đảng viên, kết quả phân loại hàng năm có từ 80% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Bên cạnh đó, việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai thực hiện tốt. Với phương châm hành động, đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, phát triển, Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 đã tập trung thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra 10 chỉ tiêu về phát triển kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa xã hội, 3 chỉ tiêu môi trường, 1 chỉ tiêu về quốc phòng an ninh và 2 chỉ tiêu về xây dựng Đảng, cùng với 2 chương trình trọng tâm và 2 khâu đột phá. Đồng thời tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế xã hội nhanh, bền vững, xây dựng xã Trường Lâm đạt chuẩn nông thôn mới. Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, đồng chí Phạm Văn Ninh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã đã biểu dương những thành tích, kết quả Đảng bộ xã Trường Lâm đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thị ủy đề nghị nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ cần thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau. Thứ nhất là tập trung cao nhất trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng đồng bộ và từng bước hiện đại hóa hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Và trong nhiệm kỳ này, mục tiêu là phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hướng tới xây dựng nông thôn mới nâng cao. Đồng thời phải cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh và tập trung làm tốt công tác quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư và tạo môi trường thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn xã của chúng ta. Thứ hai, cần phải tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy tiềm năng lợi thế, khuyến khích các hộ nông dân tích tụ dụng đất sản xuất theo hướng hàng hóa, gắn trồng trọt chăn nuôi với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, du nhập giống mới có năng suất cao, tăng giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích, tập trung phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động dịch vụ thương mại và các ngành nghề trên địa bàn xã, giải quyết được nhiều việc làm và làm thu nhập ổn định, chủ động hội nhập vào sự phát triển của thị xã ở khu kinh tế Nghi Sơn. Thứ ba là tiếp tục quan tâm hơn nữa phát triển của sự nghiệp giáo dục đào tạo, văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, xây dựng trường chuẩn quốc gia, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú trọng chăm sóc sức khỏe nhân dân và tập trung giải quyết tốt các vấn đề tai nạn xã hội để không ngừng nâng cao chất lượng của đời sống nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Thứ tư, tiếp tục xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ngay tại địa bàn dân cư, không để phát sinh điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự, tạo môi trường chính trị xã hội thuận lợi, thúc đẩy kinh tế phát triển, đảm bảo cuộc sống an bình cho nhân dân. Thứ năm là làm tốt công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả thiết thực, tập trung xây dựng chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, rèn luyện và nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ quản lý, ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các tổ chức từ xã đến thôn xóm, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính chủ động sáng tạo, nâng cao năng lực hiệu lực quản lý điều hành của chính quyền, tiếp tục đổi mới nội dung phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, thường xuyên quan tâm công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ,
tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và xây dựng đảng bộ các chi bộ trong sạch vững mạnh, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Trường Lâm lần thứ 27 đã bầu ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 15 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Nghi Sơn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025. Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới mùng 5 tháng 6, sáng ngày 6 tháng 6, tại bãi biển Hải Hòa, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa phối hợp với Đoàn Thanh niên Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Đoàn Thanh niên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, chi nhánh Nam Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa, tổ chức chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện hãy làm sạch biển. Chương trình Ngày thứ 7 tình nguyện hãy làm sạch biển do Đoàn Thanh niên các đơn vị tổ chức với mục đích duy trì và tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân về bảo vệ môi trường. Chương trình có sự tham gia của gần 100 đoàn viên thanh niên, 3 đơn vị Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, Agribank Nam Thanh Hóa. Kết quả sau một buổi ra quân, hàng trăm bao rác thải đã được thu gom dọc bãi biển Hải Hòa, trả lại cho bãi biển vẻ xanh sạch đẹp như vốn có. Chương trình cũng là dịp tăng thêm sự đoàn kết, phối hợp giữa thanh niên của các đơn vị. Đây là chiến dịch mang ý nghĩa với các hoạt động thiết thực, hiệu quả, góp phần làm sạch môi trường biển, huy động sự tham gia đông đảo, đưa hoạt động Ngày thứ 7 tình nguyện hãy làm sạch biển trở thành hoạt động tình nguyện thường xuyên của các đơn vị. Thưa quý vị và các bạn, ngày 5 tháng 6, Ủy ban Nhân dân phường Hải Thượng đã tổ chức lễ ra quân làm sạch môi trường biển với chủ đề Sức khỏe của hành tinh và sức khỏe của con người, tầm quan trọng của việc bảo vệ đa dạng sinh học để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới. Do xác định được tầm quan trọng của môi trường sống, nhất là môi trường biển, đã và đang ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Phường Hải Thượng là một phường có nhiều dự án lớn, nên việc bảo vệ môi trường sống rất được đảng bộ, chính quyền cùng nhiều người dân quan tâm. Tại buổi lễ, lãnh đạo phường đã kêu gọi người dân chung tay bảo vệ môi trường, bảo vệ hành tinh xanh bằng những hành động rất nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa đối với môi trường như phân loại rác tại nguồn, sử dụng các vật liệu có từ thiên nhiên, hạn chế việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và bỏ rác thải đúng nơi quy định, trồng nhiều cây xanh, bảo vệ nguồn nước, ưu tiên sử dụng các sản phẩm tái chế. Cũng tại buổi lễ, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhiệt điện Nghi Sơn 2 đã trao 50 thùng đựng rác thải cho nhân dân trên địa bàn phường. Không chỉ là hành động mang ý nghĩa thực tế, mà có đó góp phần nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân. Ngay sau khi lễ khai mạc, cán bộ và nhân dân đã ra quân làm vệ sinh tại bãi biển dọc tuyến đường Đông Tây 4 chạy qua địa phận 3 thôn Cao Bắc, Cao Nam và Ngọc Sơn. Thưa quý vị và các bạn, bám sát nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nguyên Bình lần thứ 31, nay là phường Nguyên Bình, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nguyên Bình đã vượt qua khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ vận hội, phát huy nội lực, tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, cơ cấu kinh tế của địa phương có bước tăng trưởng khá, cơ cấu lao động có sự chuyển dịch từ nông nghiệp sang tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ, sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với sản lượng cây lương thực bình quân hàng năm đạt 2.400 tấn. Nuôi trồng thủy sản tiếp tục được duy trì và phát triển với tổng thu nhập hàng năm từ sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản đạt trên 59 tỷ đồng. Đầu tư xây dựng đạt kết quả khá, nhiều công trình hạ tầng như đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Cùng với phát triển kinh tế, trong nhiệm kỳ 2015-2020, lĩnh vực văn hóa xã hội của địa phương cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay đã có 7 trên 10 thôn được công nhận thôn văn hóa. Hàng năm có từ 75% số hộ đạt gia đình văn hóa. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, xây dựng đô thị văn minh được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được chú trọng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường vụ Đảng ủy đã xây dựng kế hoạch chỉ đạo các chi bộ tổ chức sinh hoạt kiểm điểm nghiêm túc,
theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, đồng thời đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Trong thời gian qua, trên cơ sở chỉ đạo và kế hoạch của Thị ủy, Đảng bộ Nguyên Bình đã tổ chức các hội nghị quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, của Thị ủy về Đại hội Đảng bộ cơ sở tiến tới Đại hội 13 của Đảng, đồng thời thành lập 4 tiểu ban gồm tiểu ban nội dung, tiểu ban nhân sự, tiểu ban tổ chức và tiểu ban hậu cần phục vụ đại hội, trong đó phân công rõ trách nhiệm từng người. Cùng với đó, công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về những kết quả Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nguyên Bình đạt được trong nhiệm kỳ 2015-2020 cũng được đẩy mạnh trên hệ thống đài truyền thanh qua băng rôn khẩu hiệu. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể đã phát động nhiều phong trào thi đua và đăng ký các công trình, phần việc để chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Nguyên Bình lần thứ nhất. Trên cơ sở những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ phường Nguyên Bình tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển, xây dựng phường Nguyên Bình đạt chuẩn phường văn minh đô thị. Đồng chí Lê Văn Hiệp, Bí thư Đảng bộ phường Nguyên Bình cho biết. Đối với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các cái chương trình trọng tâm của Đại hội phường Nguyên Bình lần thứ nhất, chúng tôi tập trung là tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, đổi mới về phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, phát huy có hiệu quả các nguồn lực, điều kiện thuận lợi, chủ động khắc phục khó khăn, thách thức, phát triển kinh tế nhanh và bền vững, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ vào phục vụ sản xuất và đời sống nhằm nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa xã hội, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân, tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên, môi trường, ổn định, giữ vững chính trị, bảo đảm quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh đô thị hóa, xây dựng phường Nguyên Bình từng bước đạt chuẩn văn minh đô thị. Về chương trình trọng tâm là chương trình xây dựng đô thị văn minh gắn với phát triển dịch vụ thương mại. Những cái khâu đột phá, tập trung vào hai khâu đột phá, đó là nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo quản lý, xây dựng đội ngũ cán bộ có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm với nhiệm vụ trong giai đoạn mới, huy động và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, nhất là hạ tầng đô thị, xây dựng phường Nguyên Bình từng bước đạt chuẩn văn minh đô thị. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, phát thanh viên Huyền Diệu, Cao Thanh, Trần Huệ, kỹ thuật sản xuất chương trình Trường Giang, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến, Văn Tú. Chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn được truyền tải trên mạng Internet tại địa chỉ truy cập tinhgia.vn và truyền hình tinhgia.com. Mời quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.